em bé rất vui vẻ trong lớp học. Ruby đã đến lớp học cùng các bạn. Em ấy ngồi cuối bàn. Sao Ruby lại đi về một mình thế nhỉ? Cửa hàng unicorn này đẹp quá. Ruby bị từ chối vì nghèo quá sao? Trẻ con mà cũng phân biệt nữa. Mẹ Barbie đang bế em bé. Hello. Why do you look so sad? Ruby về mách mẹ rồi đấy. Let's make some toys. Wait here for me. Không cần, ta sẽ làm đồ chơi mới cho Rumi. Một chiếc cầu trượt không màu. Ta-da, nó đã có màu rồi. Dùng các giấy kim tuyến trang trí xem sao. Nice. Okay. Nice. Tuyệt đấy, trông rất là sành điệu. Wow. Ồ, có cả những chú ngựa unicorn nữa. Đâu chỉ ở cửa hàng mới có unicorn nhỉ? Mẹ Barbie thật giỏi. Làm sao? Thank you. Your clothes are ugly. Mẹ con ra queo kênh kiểu ghê. Don't worry. Aha. I will make new dresses for you. Đừng lo, chúng ta sẽ tiếp tục làm quần áo mới. Đầu tiên sẽ làm váy cho mẹ. Sau đó sẽ là bộ cho Rumi. Để xem chúng có màu gì nhé. Tôi tưởng là màu hồng chứ nhỉ. Đây rồi, màu hồng của tôi đây rồi. Phần cánh tay cách điệu cũng thật là xinh. No, no, no. Ok. Bộ dành cho Ruby cũng sẽ có màu vàng và hồng. Cần phải lấp lánh hơn nữa. Ok. Siêu đẹp rồi. Tôi thích những bông hoa này. Ok. Không thể thiếu okay. Unicorn rồi. Wow. Ok. Cùng nhau lên đồ mới nào. Háo hức quá đi.
Lift up your skirt, please. Mẹ Barbie tậu một đôi giày mới. Wow. Okay. Hai em bé đã cùng lên đồ rồi. Ba mẹ con xinh quá đi. Mỗi người sẽ có túi xách tay. Cả căn nhà này nữa đều sẽ được đổi mới. Ok. Ba mẹ con Barbie đã có một cuộc sống mới tươi đẹp hơn. Bye bye. Ở một ngôi nhà đen nọ. Stop. Wednesday đi đâu thế? Stop. Mèo con ơi, đứng lại đi. Oh no. Trời ơi, một chiếc xe đang lao đến. Cảm ơn Wednesday nhé. Ok. Người bẩn tùm lum cả rồi. Rapunzel muốn giúp Wednesday làm sạch lại người nè. Vào tiệm spa của Rapunzel kìa. Wow. Xả nước vào bồn thôi. Come on. Vào tắm nào. Gội đầu nữa nha. Bồn thoải mái ghê. No. Mặc đồ đen mới là hợp Wednesday nhất. Bây giờ chúng ta trang điểm nhé. Ok. Wow, màu cầu vồng đẹp quá đi. No. Nhưng Wednesday hợp màu đen hơn. Ok. Tẩy trang cho sạch mặt nào. Sau đó là rửa mặt nha. Bắt đầu trang điểm nhé. Phấn mắt màu tím ma mị ghê. Yeah. Kẻ mắt sắc sảo quá đi. Lông mi thì cong vút lên. Đính đá vào mắt cho sáng. Hai mắt phải đều nhau nha. Sâu đen mà đánh ra lại màu đỏ, hay quá. Oh, yes. Ok. Let's go. Cực kỳ xinh luôn phải không nào? Thank you. Rapunzel còn quà gì cho Wednesday thế nhỉ? Oh my god. Trời ơi, chiếc váy quá là lung linh luôn. Cảm ơn Thank nhiều nha. Ok. Bye bye. Ơ, chiếc xe nào quen thế? Oh. Dawell đang tỏ tình với Jack kìa. Hello. Aha.
lại bỏ đi. Bỏ tay ra ngay. Đây chính là người suýt đâm trúng ra bên xe nè. Jack và Wednesday tình cảm quá. Hello. Hello. 3 tháng sau đến nhà Rapunzel chơi nè. Wow. Mời Rapunzel tham dự đám cưới bọn tớ nhé. Mong chờ đám cưới quá phải không nào? Ngoài biển tiếng chim kêu vui tai ghê. Chiếc du thuyền sang trọng này của ai vậy ta? Thì ra là Raquel đang đi du thuyền nghỉ dưỡng. Trời ạ, vứt hết rác xuống biển. Không được vứt rác bừa bãi như thế. Dám mắng ta này, hãy xem đây. Trời ơi, đắm tàu bà già rồi, ai cứu với. Nhiều rác quá. Rapunzel chăm chỉ dọn rác cho bờ biển. Ôi không, có bà lão bị rớt xuống nước. Don't worry, don't worry. May quá, cứu okay. Được bà lão lên bờ rồi. Thank you very much. Trời ơi, con sóng to cuốn Rapunzel đi kìa. Cứu với, ai cứu với? Raquel, cô đã bị bắt. Nhận tiền rồi tha cho tôi nhé. Định phạm tội rồi hối lộ hả? Lâu đài đẹp quá. Bà tiên có bộ váy đẹp ghê. Rapunzel đã được lên thiên đường vì làm việc tốt. Yes. Mời vào lâu đài nha. Bye bye. Let's go. Wow. Cảnh vật bên trong đẹp quá. Wow. Okay. Thay đổi ngoại hình cho Rapunzel nhé. Thích thế, được tắm ở thác cầu vồng kia. Bay sạch lông lá và cát bẩn rồi nè. Cũng không để mặt mụn thế này nha. Đi theo em bé thiên thần thôi. Vào đây nào Rapunzel ơi. Wow, một em bé thiên thần khác. Để nghĩ cách làm đẹp nhé. Không biết em bé nghĩ ra cách gì nhỉ. Cùng làm đẹp da cho Rapunzel nhé. Dùng bông để gãy mụn ra nào. Ha ha ha.
Phải làm thật vệ sinh và cẩn thận nha. Now. Lấy một ít kem che khuyết điểm nè. Da láng bệnh rồi đó. Ok. Đánh phấn mắt cho nè. Nice. Đôi mắt đánh phấn xanh hồng xinh ghê. Now. Wow. Ô, cây cọ to quá đi. Dùng cây son 7 màu này nhé. Great. Xinh rồi đó. Wow. Double gel có vẻ thích lắm nha. Wow, hai bé thiên thần cùng biến ra váy mới luôn. Thank you. Get ready, let's go. Đi thôi nào. Đây là tiệc gì vậy ta? Wow. Món nào cũng ngon ghê. Yes, yes. Vui quá đi. Yes. Trong khi đó, Darwell phạm tội nên phải vào tù. Toàn bị Squidward sai vặt này. Hey! Sorry. Vụng quá, đổ nước ra ngoài rồi. Đầu tóc luộm thuộm quá. Lên rồi đó nha. Thần chết đến đón Darwell đi kìa. Darwell phải làm khổ sai dưới địa ngục. Ước gì ngày xưa mình sống tốt hơn. Tại một cây cầu cũ rách đung đưa trong gió. Bác sĩ Elsa đi lên cầu. Cây cầu chao đảo lung lay. Elsa bị ngã xuống sông rồi. Cứu tôi với! Có tiếng ai kêu cứu kìa. Elsa đang chới với giữa sông. Mau cứu cô ấy. Đưa cô ấy lên bờ mau. Wake up. Tỉnh lại đi. May quá, cứu được rồi. Oh, thank you. Okay, bye. Chân Double Cell bị thương kìa. Ew. Oh no. Tôi sẽ chữa chân cho các bạn. Ok. Tại bệnh viện của Elsa. Come on. Bệnh viện đẹp quá. Dụng cụ y tế chữa vết thương. Đặt chân ở đây. Thuốc sát trùng nhé. Sát trùng các dụng cụ y tế trước tiên. Ok. Loại bỏ các lông chân cứng đơ. Tiếp đến vệ sinh vết thương nha.
quấn băng vào để khỏi nhiễm trùng. A few moments later. Nice. Chân đã đẹp rồi. Còn bàn chân nữa. Bôi kem dưỡng da chân nhé. Okay. Thật yes. Tuyệt. Đến lượt chân của Rapunzel. Aha. Thank you. Cảm ơn bác sĩ nha. Nhưng mà móng chân vẫn ghê quá. Oh, no. Có cách rồi. Hey. Mời các bạn làm đẹp luôn móng chân nha. Các bạn ngồi ở đây để làm đẹp móng chân nè. Móng chân đáng sợ quá. Cắt móng ngắn thôi để đi cho đỡ nguy hiểm nha. Tiếp đến sẽ làm sạch móng. Móng đã sạch đẹp rồi. Có chắc Wednesday hợp với mấy màu sắc này không? Vẽ móng bằng màu đen nha. Thêm chút đá cho chân lấp lánh nhé. Chân xinh chưa, xinh chưa? Great. Tuyệt quá. Oh yes. Móng chân của Rapunzel cũng cần cắt ngắn và làm sạch nhé. Bên này thì lại không thích màu này nha. Ok. Rapunzel thích màu cầu vồng cơ. Ok. Bàn chân xinh lung linh luôn. Mình rất thích bộ móng này. Móng đẹp là giày cũng đẹp nha. Quá. No. Còn thiếu cái gì nữa ấy nhỉ? I will help you. Biết thiếu gì rồi? Hai bộ váy xinh lung linh là đủ bộ xinh đẹp rồi. Oh, yes. Cảm ơn Elsa nha. Xin chào các em. Rapunzel người hầu đang quạt cho Elsa. Elsa thì đang tương tư anh làm vườn sách. Bố Elsa dẫn Ken đẹp trai đi đến. Elsa, đây là Ken, chồng sắp cưới của con. Chuyện gì đây? Tôi không đồng ý đâu. No. Ew. Căng thẳng quá. Số tôi khổ thế này. Ken đang đợi để đón cô đó. Giúp tôi với, tôi yêu sách. Phải làm sao đây? À, có cách rồi. Rapunzel giả làm cô dâu được không? No, I can't. Không đâu, tôi please, không thể. Please. Đi mà giúp tôi với. Ok. Thôi được rồi. Cùng trang điểm cho cô dâu Rapunzel nào. Vẽ lông mày xinh. Kẻ mắt xanh cho giống Elsa. Aha.
chút mi xanh luôn nha. Rồi đến các hạt đá lấp lánh. Chưa nào. Váy cưới chưa có màu gì nè. Tô màu thật xinh cho váy nha. Thêm các lớp nhũ lấp lánh. Bông tuyết. Thật xinh đã hoàn thành. Vẽ thêm bông tuyết trên tay tôi cho giống nhau nha. Tay xinh quá. Tóc cũng biến thành trắng cho giống y luôn. Giống quá rồi nè. Tóc xinh quá. Thật tuyệt. Mời cô dâu ra ngoài. Đúng Elsa rồi. Không phải Elsa à? Xin lỗi, nhưng Elsa yêu rất. Ok, tôi hiểu rồi. Elsa ở nhà bị phạt khóc. Tại sao con dám làm vậy? Xin bác để chúng con yêu nhau ạ. Ông tha cho chúng đi mà. Thôi được rồi. Một năm sau. Elsa và Zack đã có đứa con thật xinh. Rapunzel và Ken cũng sắp có em bé. Vui quá, lâu không gặp. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại ở tập sau nha. Quỷ Ladybird đang canh giữ cây táo của mình. Táo ngon quá, lấy vài quả mới được. Măm măm, ngon thật đấy. Ơ kìa, móc nhầm tóc của Ladybird rồi. Tức quá, ta sẽ dùng chiếc giày này ném đi. Ôi, giày rơi trúng trong bức gieo thiên thần rồi. Hai cô gái tranh cãi với nhau ác liệt quá. Đang quýnh lộn thì phải đi viện kìa. Thời gian dần trôi. My baby.
Giỏi quá, hai mẹ sinh em bé xong rồi. Uống sữa vào nên hai bé lớn nhanh ghê. Trời ạ, sinh con rồi, cả mẹ cả con cùng cãi nhau luôn. Đừng cãi nhau nữa, chung cuộc thi tóc để phân định đi. Hey, come in. Tò mò quá, không biết sẽ thi gì nhỉ? What? Oh no! Ôi không, con chó hung dữ quá. Mèo phi sinh sợ quá, chạy té khói luôn. Tự dưng mưa bão quá vậy. Mèo phi sinh lại bị dọa chạy mất. Hay là dùng tóc kéo co đi. Hay quá, biến ra một dải tóc dài rồi. Ai cũng đỏ mặt tía tai. Sợ quá, một con sâu kìa. Không thể thua thế được. Mẹ con thiên thần Rapunzel thắng rồi nhé. Ồ, ba bộ tóc để làm gì thế nhỉ? Cả ba bộ đều đẹp ghê đó. Rapunzel chọn bộ tóc vàng nha. Còn Ladybug thích bộ tóc đỏ này. Bộ tóc xoăn thành thẳng rồi kìa. Let's go. Wow, biến thành tóc đen lấp lánh đẹp quá. Rapunzel thì chọn cách tết tóc lại. Đính thêm bướm bướm lấp lánh nha. Giỏi quá, Ladybug được điểm cao nhất luôn. For you. Rapunzel cũng vậy. Great. Vòng 3 này, hãy làm váy bằng lông cừu nhé. Em bé Ladybug nhanh tay chọn chú cừu xám. For you. Okay. Fighting. 1, 2, 3. Cuộc thi bắt đầu. Cùng dùng lông cừu làm váy nào. Chiếc váy này như cầu vồng ý nhỉ. Đốt phần này là tô xong chiếc váy rồi đó. Wow. Váy bé xíu này là cho em bé Rumi thiên thần nè. Dùng đá đính thêm cho lấp lánh nha. Đẹp ghê, liệu đây có phải chiếc váy đẹp nhất thế giới không ta? Xinh quá, lông cừu như những đám mây bồng bềnh vậy. Váy của mẹ con Ladybug thì có màu đỏ đen. Ok. Wow. Các mẹ siêu quá đi. I like it. Thanks. Cả hai đều được A cộng okay. luôn. Yay! Try your best. Ladybug tức giận vì Rapunzel thắng kìa. Husky, Wookie và Squidward dã ngoại bên bờ sông. Gì thế này? Có vẻ là một hòm kho báu.
mở hộp ra xem nhé. Trời ơi, hai bạn bị hút vào hộp rồi. Hey, này hey. Này, dậy thôi hai bạn ơi. Đây là đâu hả trời? Những tên lạ mặt này là ai? Hey, what's that? Ôi không, hai bạn bị giải đi đâu vậy? Trời ơi, là nhà tù sao? Hu hu, đừng bắt Squidward vào tù mà. Hai tên lính được ra lệnh ra ngoài rồi. Làm nhà tù đẹp đi, rồi ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Tôi muốn về nhà cơ. Bắt tay vào làm nào. Dọn hết cây đi trước này. Ồ, Hucky Wucky, dùng băng làm gì thế? Xếp đá như gạch vậy, Hucky Wucky thông minh quá. Xong phần ngoài rồi nhé. Đặt một chiếc giường ở đây nè. Bông cầu hình bông tuyết xinh đó chứ. Yes. Trông hớt kia quốc kia hài lòng ghê. Chỗ này cần một cái cổng nhỉ. Xong rồi đấy. Okay. Squidward thì dùng những hòn đá lửa. Xếp từng viên cạnh nhau như này nè. Chiếc cây lá đỏ đẹp thế. Giờ vào trong xếp tiếp nha. Chiếc giường phong cách lửa. Bồn cầu cũng hình ngọn lửa luôn. Đẹp đấy, Squidward rất hài lòng. Đốt cánh cửa này là hoàn thiện nhé. Hai nhà tù phong cách lửa băng đã xong rồi. Mong sớm được về nhà quá. Nào cùng ta đi kiểm tra hai phòng tù. Nhà tù ngọn lửa này đẹp đấy, ta thích đó. Nhà tù băng cũng đẹp, ta cũng thích. Giờ vào xem bên trong đi. Tên màu xanh kiểm tra nhà tù băng. Nhà tù này đẹp đấy. Ôi gì đây, tay bị đông cứng rồi.
đỏ kiểm tra nhà tù lửa của Squidgirl. Trông rất ổn, đầy đủ đồ dùng. À, nóng quá, còn lửa làm bỏng tay ta. Hai tên bị đau chạy biến đi, buồn cười quá. Hoan hô, chúng mình làm được rồi. Ô, một cánh cửa màu cầu vồng. Chiếc hộp này coi như cảm ơn nha. Tạm biệt nhé. Hai bạn lại về bên bờ sông rồi này. Ồ, một phần thưởng nữa. Wow, hai bộ quần áo đẹp quá. Thế là Squidgirl lấy phần thưởng, Huggy Wuggy lấy hòm kho báu. Ngủ ngon quá. Ai thế nhỉ? Bộ hộp quà ư? Một em bé. Bé ngoan nào. Em bé vẫn chưa nín. Sức mạnh gì thế? Tan biến luôn rồi. Không được luôn à? Phải làm sao đây? Làm nóng sữa nhé. Em bé uống ngon chưa? Ngoan quá. No căng bụng rồi. Chơi xúc xắc nào. Ngâm tia giả nha. Sao em bé khóc thế nhỉ? Con làm sao thế? Mùi gì nhỉ? Đeo mặt nạ chống mùi vào nào. Tắm thôi. Thiếu váy rồi. Sạch sẽ nha. Ngủ ngoan nhé bé yêu. Good night. Em bé thành người lớn rồi. What was that? Sợ quá, chuyện này là sao? Cha Bun bị cho ngủ rồi. Mà nham hiểm thế nhỉ? Quà gì đây?
nhiều tiền quá. Yes. Sao chiếc hộp lại động đậy thế? Hai em bé nữa. Giúp tôi với. 100 cân. Tiền của bạn đi. Hai bé ngủ yên rồi. Bế hai bé đi ngủ nào. Đắp chăn lên nhé. Buồn ngủ quá. Chiếc xe bí hiểm lại đến. Chắc họ đã đón hai bé đi rồi. Wow, nhiều quà quá. Nhiều tiền thích quá đi. Ôi không, nhiều em bé quá. Cứu tôi với. Chỉ là mơ thôi. Chào các bạn. Hi, hi. Chào các cô gái. Ôi, ai cũng thật xinh đẹp. Hello. À, các chàng trai đây rồi. Hãy làm vợ anh nhé. Wow. Ôi, lạy Chúa. Okay. Em đồng ý. Chúc mừng các cặp đôi. Tạm biệt. Bye bye. Hãy trở thành những cô dâu xinh đẹp nhất nhé. No. Wow, những hộp quà cưới diệu kỳ. Tuyệt quá. Các cô gái sẽ thích lắm đây. Mau tới và khám phá nào. Hô biến. Hô biến. Hô biến. Ôi, đây là cửa hàng làm đẹp. Vui quá. Vào thôi nào. Chào mừng Rapunzel đến với thẩm mỹ viện. Còn đây là một cửa hàng thời trang. Ồ, tất cả đã sẵn sàng rồi. Elsa cũng vậy. Mau hiện thực hóa điều ước thôi nào. Tuyệt quá. Okay. Elsa, Elsa. Thanks. Ơi, trước tiên khi tiến hành phẫu thuật, hãy thay đồ khử trùng đã nhé. Mời Elsa. Elsa rất xinh nên không khó để bác sĩ tạo hình khuôn mặt thon gọn cho cô gái nhé. Rất dễ nhé. Giờ thì ngủ một giấc thôi nào. Bác sĩ sẽ bắt đầu với công đoạn hút mỡ thừa. Ồ, thật nhanh chóng. Là công đoạn cắt mí mắt. Hồi hộp quá. Ôi, là Elsa đấy ư. Hãy tiếp tục làm đẹp với các vùng khác trên cơ thể nhé. Thành công rồi. Tuyệt quá. Elsa sẽ bất ngờ lắm đây. Một chiếc gương dành riêng cho cô gái.
Ôi, đây là thật hay là mơ vậy? Nhưng váy rộng hết cả rồi. Đừng lo nhé. Váy cưới đây rồi nhé. Ôi, vui quá. Thật tuyệt. Rapunzel cũng đang chuẩn bị làm đẹp. Ôi, một bọc đáng ghét. Phải nặng nó ngay thôi. Ngay sau đó, hãy bôi kem trị thâm cho da nhé. Mặt nạ dưỡng ẩm đây rồi. Cùng đếm ngược nào. Tháo mặt nạ thôi. Ôi, buồn thâm mắt sao? Chuyện nhỏ. Rapunzel, Rapunzel ơi. Bất ngờ không nào? Nice. Lúc này Ariel đang thử đồ. À đúng rồi, Rapunzel sẽ lựa tóc trước. Ok. Mẫu tóc này thì sao nhỉ? Ồ không. Ôi, Ariel thích kiểu tóc này. Ok. Tuyệt. Xinh quá cô gái ơi. Còn với áo thì đi thôi. Ôi đẹp quá. Thật rực rỡ. Ariel sẽ thử lần lượt nhé. Chiếc này nhé. Ok. Không ư? Phải rồi. Các bạn ơi, hãy thiết kế một chiếc váy cưới tuyệt đẹp cho Ariel thông minh của chúng ta nhé. Điểm chút sắc tím. Điểm chút sắc xanh lá. Xong rồi. Ôi, các cô ấy thật xinh. Tuyệt quá. Các cặp đôi đã có mặt. Ai ai cũng thật rạng rỡ. Sao? Chào đón các em bé. Hạnh phúc nhé. Mặt trời lên rồi. Mavis dậy thôi. Đừng ngủ nướng nữa nhé. Mau mau chuẩn bị tới vũ hội nào. Chào Rapunzel. Hey. Này Mavis. Cô gái, khởi động ngày mới bằng việc ngâm mình trong nước nào. Tắm thôi. Tuyệt quá. Ôi, chiếc váy thật đẹp. Rapunzel, đi thôi. Mavis, Mavis, trễ quá rồi, vậy mau thôi. Rapunzel cũng vừa tới trung tâm thương mại. Get ready, let's go. Xin mời. Wow. Ôi, Rapunzel sẽ thử chúng. Ồ, không hợp. Bộ tóc này cũng vậy. No. Thật tệ. Phải làm sao đây? À đúng rồi, uống tóc xoăn nào. Yes.
One, two, three. Đếm ngược nhé. Ôi, xinh quá. Còn váy áo thì... Nhanh nhanh tới gian hàng thời trang nào. Xin mời. Lựa và chọn một chiếc váy thật đẹp nào. À, chiếc này. Tuyệt không nào. Ồ, không ư. Vậy chiếc này nhé. Ồ, chiếc này thật là lộng lẫy. Double gel xinh quá. Vui quá. Đi thôi. Hey, Mavis, 21 giờ rồi kìa. Đừng tắm quá lâu kẻo cảm lạnh nhé. Mau trang điểm thôi. Yes, papa. Sau kẻ lông mày sẽ là kẻ mắt nhé. Cây trúc mi đây rồi. Bắt đầu nào. Điểm chút phấn mắt nhé. Dập phấn thôi. Đính thêm chút lấp lánh nữa nào. Viền môi và chọn sắc đen cho thật ma miệng nhé. Đương nhiên sẽ là không thể thiếu chút má hồng rồi. Bà biết ơi, dễ thương quá. Chuẩn bị lên đồ nào. Không thể chậm trễ. Tới giờ rồi. Bà biết tới rồi này, các cô gái cũng đã tới. Ai cũng thật xinh đẹp. Ôi, thuốc xịt côn trùng. Mùi ghê quá, ghê quá. Không. Đáng đời. Ôi, bà biết. Sao thế này? Đã ổn hơn chưa? Cậu buồn lắm ư? Đừng khóc nhé. Rapunzel sẽ nhanh chóng thiết kế cho bà viết một chiếc váy bóng đêm thật cá tính nhé. Điểm sắc đen nào. Đi lại chi tiết với nhũ trắng nhé. Hạt lấp lánh đã sẵn sàng. Nhũ lấp lánh cũng đã sẵn sàng nhé. Điểm thôi nào. Tuyệt quá. Cắt thôi. Ôi, chiếc váy thật đẹp. Vui quá. Cảm ơn Rapunzel. Dự hội thôi nào. Ta mới là nữ hoàng. Không, nó sẽ không bao giờ thuộc về ngươi. À, bà biết đã có cách. Hô biến. Ôi, vương miệng. Double gel thật xứng đáng. Hạnh phúc nhé.